cảnh hôn. Thật sự đây là cuộc phim mà được lần đầu tiên mà tôi phải hôn. Còn Ngân thì không biết, nhưng chắc là không nhiều đúng không? Thật ra thì hôn á thì hôn á thì thôi. Nhưng mà trong lần phim này thì có một cái cảnh nó hơi sâu, hôn bên sâu. Thật ra là hai đứa cũng rất là chuẩn bị tinh thần, áp lực luôn, áp lực không biết làm sao, tại vì đứng gần thơm với ai biết được. Đụng vô nó không có hết thơm, tự nhiên cái là còn, tại vì cảnh đó là quay mới có 1/3 phim mà lỡ mà ở cảnh đó mà nó bị trục trặc gì tự nhiên là 2/3 phim còn lại là đơ lắm, chết luôn. Nên chuẩn bị tinh thần dữ lắm là trước khi quay cảnh đó đánh răng. Đánh răng, hai đứa đánh răng đi xúc miệng đi xong miệng, rồi đi cơm. Mọi đứa cứ nhai liên tục, nhai để sợ của lỡ mình đã bán uống móng hay là mình mới ăn cái gì là chết. Không, em nhớ là nhai, mình nhai đến nỗi mình đẹp phim cũng nhai. Ờ, tại vì sợ luôn, quên đầu phim đều áp lực cái cảnh đó. Tức coi như là Ngân với lại anh Thương mà quay cảnh đó là từ anh đạo diễn nè, từ thiết kế âm thanh đến sáng coi như là đi ngồi bắt luôn, ngồi nhai. Đang nhai không có mọi người bớt nhai được cho hai người cùng mình không. Và khi mình quay xong mình thấy mừng quá, quay xong rồi đạo diễn quá đẹp lắm em, mừng quá thả lỏng cơ thể. Cái ngày mai đạo diễn nói Thư rồi quay lại đi. Hai ngày trời là cũng phải đánh ra lại lần nữa, đánh hát sinh cơ lại lần nữa và không lại lần nữa. Thôi thì cảnh đó tôi chưa được coi và Ngân cũng chưa được coi, nhưng mà theo đạo diễn nói là đây là cảnh hôn mà thôi để mình coi chứ mình cũng kỳ.